tổng hợp những câu nói hay nhất trong Conan, các bạn cùng xem nhé. Số 0 là nơi bắt đầu của tất cả, nếu không xuất phát từ đó thì chẳng có gì được sinh ra, cũng chẳng có gì đến đích cả. Cuộc sống thật ngắn ngủi, có mấy ai biết được rằng sau giấc ngủ đêm nay thì ngày mai lại là ngày cuối cùng của mình. Biết làm sao được đây khi nghiệt ngã là luật pháp, vốn không có chỗ dung thân cho tình cảm. Tớ đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, nên tớ không dám tin ai trên đời nữa. Những người tưởng hiền lành, thân thiết với ta nhất lại có thể hại ta bất cứ lúc nào. Con người chỉ khi nào mất đi thứ gì đó mới biết trân trọng giá trị của nó, cũng giống như hoa hướng dương kia vậy. Hoa là thứ mỏng manh, không sống được lâu, có bảo vệ khỏi nắng mưa thì nó cũng nhớ mặt trời mà héo. Tình bạn là thứ tình cảm mong manh dễ vỡ nhất, nhưng vì mong manh dễ vỡ nên người ta mới càng phải trân trọng nó. Làm sao biết được lòng người qua vẻ bề ngoài, hoa hồng đẹp lắm, vẫn có đầy gai. Lời nói như một lưỡi dao sắc, nếu dùng sai cách thì nó sẽ là một loại vũ khí đáng sợ cướp mất tất cả của bản thân. Một khi buông ra thì khó lòng thu lời nói lại được. Đừng cứ dựa dẫm vào người khác nhiều như thế, bởi sẽ có một ngày không còn ai để dựa dẫm nữa đâu. Chiếc gương phản chiếu y hệt những gì đứng trước nó, nhưng không thể cho ta thấy hình dáng thật của chính mình. Cuộc đời không giống như một quyển sách, đọc phần đầu là đoán được phần cuối, cuộc đời còn bí ẩn và thú vị hơn nhiều. Các bạn thấy câu nói nào là hay nhất? Hãy bình luận bên dưới cho mình biết với nhé!